Xúc Ngọc Hà xin chào toàn thể gia đình nhà mình đã quay trở lại với kênh YouTube của Xúc Ngọc Hà nha em ngày hôm nay nhé. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em Hà sẽ lên một ít dòng hàng bãi về cái dòng ấm siêu tốc nhé cả nhà nhé. Và một ít về cái dòng ví dụ như là cái võng dù Mỹ này, rồi lại là một ít về những cái đồ gia dụng nhà em Hà đang phân phối nhé. Thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin cả nhà mình cho một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn nhé. Mình cứ liên hệ vào hai số hotline ghi trên màn hình để cho các bạn nhân viên tư vấn và chốt đơn hàng cho mình. Shop thì nằm tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đơn cứ trên hơn 200 ngàn em Hà đã bao ship cả nhà mình rồi. Thì nhà mình cứ yên tâm lên với Ngọc Hà nhá. Dạ vâng rồi, hôm nay em Hà về thì em Hà sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng cái ấm siêu tốc của hàng bãi đi ha. Em xíu thì em sẽ lên đó là về cái dòng ấm siêu tốc đầu tiên, cái con đầu tiên cho nhà mình luôn nhá. Mở bát nhá, bán cực kỳ là rẻ cho nhà mình luôn hôm nay luôn. Rồi, cái dòng này là ấm siêu tốc mà sử dụng cho em là điện 110 nha cả nhà nhá. Sử dụng điện cho em 110 và con này thì sử dụng vẫn ok luôn. Hàng này là hàng chuẩn nội địa Nhật giúp em nhé, hàng chuẩn nội địa Nhật. Và con này thì em Hà sẽ bán tặng cho cả nhà mình luôn với giá là 100 ngàn nhá. Và dòng này thì em sẽ báo luôn ở đây, nó chỉ hơi bị móp móp một xí chỗ này thôi. Đó, một xí thôi, không có vấn đề gì hết. Ai, như thế này luôn. Đó, hàng bao chuẩn xịn sò cho mình là Nhật nhá. Và em đảm bảo là con này vẫn chạy êm ru bình thường, không có vấn đề gì hết nhá cả nhà nhá. Rồi, và nhà mình lên mã giúp em là mã 1 em Hà bán tặng luôn với giá là 100 ngàn nhá. Mình lên mã giúp em là mã 1 này. Và cả nhà mình nhớ lưu ý giúp em là con này là sẽ sử dụng điện 110 giúp em nhá. Sử dụng điện 110 đấy, không sử dụng được điện 120 đâu nhá cả nhà nhá. Mã 1 này với giá là 100k nhé cả nhà nhé, 100k trên một cái này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đó, hàng rất chi là ok luôn. Đấy, rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã 2 con này hình như kiểu để em xem con này là dung tích lít của nó. Con này vừa đấy con 100 ngàn là dung tích là 2 lít 2 nhá. Đây, con này thì của nó tình trạng cũng như thế này luôn. Đó, em quay rất kỹ luôn. Rồi, và em đảm bảo vẫn luôn là cho mình là sử dụng vẫn còn ok luôn. Đó, sử dụng điện bình thường không có vấn đề gì hết nhé cả nhà nhé. Đây, em quay kỹ cực kỳ luôn. Và sử dụng điện cho em là 110 nhá. Con này sử dụng 100 này. Đấy, sử dụng điện 100 nhé cả nhà nhá. Rồi, mình lên mã giúp em mã 2. 100k luôn. Mã 2 100k này. Đó, mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là mã 2 nhá. 100 ngàn nhá. Đây, bị móp xíu chỗ này thôi, không có vấn đề gì hết. Đó, sử dụng vẫn ngon lành cành chanh. Với giá là 100 ngàn. Con này thì nó là vừa đun nước sôi vừa giữ ấm cho mình nhá cả nhà nhá. Vừa đun nước sôi và vừa giữ ấm, cả nhà mình cứ yên tâm thế. Và con này thì mình sử dụng giúp em là bình thường, không có vấn đề gì hết nhá. Đó, với giá 100 ngàn thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã 3 của nhà em. Đây, đây là con mã 3 này. Con này thì nó của nó cũng là 2 lít 2 cho mình. Và hàng này là hàng bô xít, hàng này là hàng của Nhật luôn nhá. Đây. Và con này thì bên trong lòng của nó thì cũng khá là ok luôn. Có cả cái lọc rác cho nhà mình luôn. Dây dọa đi kèm hết đầy đủ cho nhà mình nhá. Đây, em quay cận cho nhà mình xem luôn đây. Sẽ bị hơi chảy chảy một xí chỗ nào không sao. Đó. Và con này thì nó cũng sử dụng điện là điện bao nhiêu, điện là 220 điện 110 giúp em nhé. Tất cả dòng này là hàng chuẩn bãi Nhật nhá, em đọc rõ rồi nhá. Và nó sẽ bị móp một xíu chỗ này. Đó, rồi con này mình lên mã giúp em là mã này là bao nhiêu, mã này là 250 ngàn, bán tặng ở nhà mình đi nhá, nó hơi bị móp một xíu nhưng không sao đâu. Rồi mình lên mình lên mã giúp em là mã 3. Hai trăm năm mươi k cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em nhé. Đó, hàng thì em vẫn bao test cho mình là sử dụng đầy đủ, cho em test hàng đầy đủ cho nhà mình đi chạy vẫn còn sống ngon lành cành chanh. Đó, em đọc rõ rồi này. Mình em bán giá này là thực sự là em bán giá tương tác với cả nhà với giá chỉ có là 250 ngàn, em nhập không được luôn nhưng em vẫn bán tặng nhá. 250 ngàn. Và con này thì có đế xoay như này cho mình luôn và cái tem là của nó sẽ như này nhá. Đây, đấy, em quay rất kỹ càng nhá, quay rất kỹ nhá, bác nào ưng thì mua nhá. Em đã bán rẻ rồi, xin vui lòng không bom hàng nhá, những cái đồ này không có bom được đâu. Rồi,
em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mã này là mã số 4 của nhà em. Hàng này thì nó cũng sẽ là hàng của Pacot. Hàng này cũng là hàng của Nhật luôn. Đây, hàng chuẩn Nhật. Và dòng này thì nó cũng có dây đi kèm hết đầy đủ cho mình luôn và sử dụng cho mình rất chi là ok. Vẫn còn ngon lành, cạnh tranh, sử dụng hết nhá. Rồi, mình lên mã giúp em con này thì bao chất lượng cực kỳ tốt luôn. Đó. Rồi. Mình lên mã giúp em mà con này là sử dụng điện 110 giúp em nhá. Sử dụng điện 110 giúp em đọc rõ rồi. Mình lên mã giúp em là mã 4. Mã 4. Mã 4 300k luôn. Này em phải nói là em bán rẻ như cho luôn, em nói thiệt sự luôn. Em nhập không được như này luôn. Nhưng mà em muốn để ý là em nhập những cái hàng khác á. Nên là còn có nhập được có nó hình như kiểu nó lộn xộn vào cái chỗ hàng bãi của em có một vài con á. Nên bán giá gọi là bán rẻ như cho luôn. Bán cả nhà mình trải nghiệm nhá. Bác nào mà nhất là bác nào lời nhất, bác nào mà có cái chuyển nguồn á, cái này nó chỉ sử dụng điện cho em là điện 110 giúp em nhá. Rồi, lên mã giúp em đầy đủ các kiểu cho mình luôn. Em sẽ test hàng trước khi đi sống em mới đi nhá. 300.000 cho con ma 4 quá rẻ. Mời cả nhà mình nhìn tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về con mã 5. Đây. Mã 5 của nhà em nhá. Mã 5 thì nó cũng là hàng loại 2 lít 2 nha cả nhà nhá, 2 lít 2. Và con này thì nó sẽ vuông như này luôn mà sẽ có luôn tem tủng như này đây. Tem của nó thì hơi bị như này không sao. Đó. Nhưng hàng vẫn sử dụng rất chi là ok cho nhà mình luôn nhá. Hàng sử dụng rất nét luôn. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 4. Mã 4 300 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 4 nhá. Mã 4 này, 300k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã 4 300.000. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về mã 5. Em đi rất nhanh vì hôm nay em bán rất rẻ. Đó, anh nào được thì hôm nay xem like này mà không mua thì tiếc hối hụi luôn về cái dòng hàng bãi của em luôn. Rồi, hàng này cũng là hàng của Bosit và con này nó cũng sẽ là 2 lít 2 luôn cho mình luôn, 2 lít 2 nhá. Và con này thì hơi bị chảy chuộng một tí chỗ này như này. Đó. Chảy chuộng như này một xíu này thôi, không sao. Rồi, mình lên mã giúp em đi. Đây. À, em quay rất kỹ này nhá. Rồi, mình lên mã giúp em con này là mã số 5. Mã 4 mã 5. Mã 5 250k nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay. Mã 5 250.000 nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay giúp em nhá. 250.000. Mời nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa về cái dòng con mã số 6 của nhà em. Mã 6 nhá. Mã 6 thì hàng này của là hàng Hitachi luôn. Hàng Hitachi luôn. Và em nói luôn là cái hàng bãi này em đã bán giá rẻ như này thì em không bao ship nha. Con nào em bao ship em sẽ báo bao ship. Còn như những con vừa nãy là em không bao ship đâu. Mình chưa vui lòng mất thêm 30.000 tiền ship. Em đọc rõ trên like rồi đấy nhá. Còn những cái hàng kia em đã bao ship, nói không lại bảo đến lúc con này nó bảo 200.000 bao ship, mình đến lúc mà cái con này nó lại không bao ship là sao. Thì cái nào em bao ship được em sẽ bao ship. Còn ví dụ như những cái con vừa nãy em xả quay như là em bán tặng thực sự luôn, không bao giờ cả nhà mình mua được con nào mà sử dụng cho em sử dụng ngon lành cạnh tranh với giá chỉ có 250.000 300.000 không có đâu nhá. Con này của em là 3 lít nhá, 3 lít chuẩn cho mình luôn đấy. Hàng này là hàng của Hitachi luôn, hàng này cũng là hàng của Nhật luôn, hàng hãng. Và con này thì bao mới, bao xịn sò cho mình luôn. Độ mới lên đến khoảng tầm 85% luôn cho nhà mình nhá. Hàng này thì bao chất lượng luôn. Đó. Rồi, mình lên mã giúp em nhá. Có cái nút này hơi cũ một xíu thôi, nhưng mà rất chi là chất lượng luôn. Đó. Bên trong này của nó như này, đầy đủ cho mình như này luôn nhá. Đó. Đây, các kiểu đi kèm luôn. Rồi, em sẽ test hàng trước khi luôn đi hàng cho mình luôn nhá. Rồi, con này mình lên mã giúp em. Mã này là mã số mấy nhỉ? Mã số 6. Mã 6. 450k bao ship. Đấy, con nào bao ship thì em biết rõ bao ship nha. Còn con nào em không bao ship thì cả nhà mình cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em nhá.
Rồi, đây, con này là em đã bao ship luôn với cái giá chỉ có là 450 ngàn thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn cho em. Con này thì đẹp không tùy vết luôn. Đẹp không có một cái vết nào gọi là lỗi lầm hay là xước xác hay là nọ kia cả nhá. Hàng rất bao xịn xò cho mình sử dụng cho em được luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn. Con này đẹp như ngọc trinh luôn. Đấy. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là cái con này. Đây, em chứ. Con này nhá. Con này của nó là cái hãng gì đây mà nó bằng tiếng nước ngoài em không có biết đâu. Tiếng này hoàn toàn tiếng Nhật à. Nó là hàng nội địa Nhật nhá và sử dụng hết. Em nhắc đi nhắc lại là sử dụng điện cho em là điện 110 nhá. Đây. Đó. Dòng xanh mơn mởn luôn. Đó. Con này là cái hãng Tiger. Hãng Tiger luôn. Và con này thì bao xịn xò cho mình luôn. Đó. Chỉ xước xác như này một xíu thôi. Xước xác này. Đó. Rồi. Xước xác gọi là không đáng kể, không có vấn đề gì hết. Vẫn sử dụng ngon lành cánh chanh. Em quay rất chi là kỹ nhá. Từ một vết một luôn nhá. Rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này là dung tích của nó sẽ là 2 lít 2. Mã 7. Đây mã thôi là mã 7 nhá. Với giá là 350k bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mã 7 350.000 bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó, rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng một ít hàng Zippo của em nhá. Hàng những cái này của em á là em bao sử dụng cho mình luôn. Là bao sử dụng là chạy điện vẫn còn êm, em sẽ test hàng trước khi đi hết mà. Nên là cả nhà mình yên tâm nhá. Em sẽ test hàng hết. Hàng bán 100k, 200k, bán gọi như bán rẻ như cho, bán tặng cả nhà mình nhưng mà. Chứ làm gì có con nào mà hàng vẫn sử dụng tốt mà bán ra đó, đúng không cả nhà? Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng mấy cái dòng Zippo. Đây. Zippo USA này thì cái dòng này nó là dòng Zippo của USA, sẽ có tem đỏ đằng sau cho nhà mình đàng hoàng như này luôn. Dạ vâng, rồi thì em Hà đang bán cho nhà mình là 220.000, nhưng hôm nay em Hà cũng sẽ chạy chương trình cái line này, thực ra là em bán tặng cả nhà mình hết luôn. Rồi, cái này thì bán giá 220.000 tặng cho mình một bình xăng, một vỉ đá luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Zippo USA chương trình duy nhất luôn. Với giá là 220.000 tặng một bình xăng, tặng một vỉ đá, bao ship được chưa cả nhà? Mình đã bắt slot chưa? Cả nhà thấy được không? Được, thả tim liền cho em luôn nhá. Thả tim liền liền và ngay cho em luôn. Make in USA các kiểu đằng sau như này hết luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em này. Tặng một bình xăng, tặng một vỉ đá. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là Zippo USA với giá là 220.000, bạn ngoài ra bao ship luôn, vừa bán vừa biếu vừa tặng luôn cả nhà. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con Zippo thường. Dòng này là dòng Zippo thường nhưng mà dòng này thì nó khác các kiểu như này luôn. Khác các kiểu như này luôn. Đó. Rồi dòng này thì em Hà đang bán tặng luôn cho nhà mình với giá là 60.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Zippo thường với giá là 60k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là Zippo Quan Công. Dòng Zippo Quan Công này thì nó sẽ tặng luôn cho nhà mình một bình xăng như này. Đấy, Quan Công như này, hình các kiểu như này luôn. Dòng này thì em Hà đang bán tặng luôn cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 80.000 đồng. Mời cả nhà mình. Hôm nay chơi lớn 70.000 đồng đi. Được chưa? Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là Zippo Quan Công với giá là 70k. Bán tặng hết luôn. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là bình xăng. Dòng bình xăng này thì nhà em đang có hai dòng bình xăng này là bình xăng thường nhá. Bình xăng này thì em Hà đang bán tặng luôn cho nhà mình với giá là 30.000, 30.000 một bình xăng. Còn nếu như mà em tặng cái Zippo là em tặng cùng với cái bình xăng 30.000 nhá. Không phải nói rõ, cái gì phải rõ ràng. Rồi cái này là em, đây là bình xăng xịn giúp em nhá. Bình xăng này là bình xăng xịn, hàng chuẩn xịn luôn. Thì cái dòng bình xăng này của nó sẽ có tem chống hàng giả các kiểu như này hết luôn. Cái này là chồng em đang xài rồi, nên là bóc tem ra để xài đấy. Rồi cái này thì nó chồng em test hàng là chủ yếu mà. Rồi cái này thì nó sẽ là bình ship, bình xăng xịn luôn, chồng em bảo đúng xịn xò thật luôn nhá. Rồi và con này thì nó sẽ có nắp của nó là như này. Đấy, nắp của nó là như này luôn. Và dòng này thì nó là hàng USA. Hàng USA, hàng này hàng chuẩn xịn luôn cho mình và dung tích của nó là 125ml và dòng này thì nó sẽ là lên đến là 90.000 một bình, hàng chuẩn xịn nhá. Đây là hàng xịn này.
Đó. Với giá là 90.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em. Mình lên mã giúp em là bình xăng xịn với giá là 90k. Còn dòng này là bình xăng thường với giá là 30.000. Đá thì cứ lên hộ em 10.000 một vỉ, mua 5 tặng 1. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đá thì cứ mua 5 tặng 1. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kìm cắt móng. Dòng này là dòng kìm cắt móng của nhà em. Dòng kìm cắt móng này thì nó sẽ là dòng kìm cắt móng của Winding, hàng của Đức giúp em nha. Em bán tặng luôn với giá 101, chưa ai chơi lại được em đâu. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kìm cắt móng tay hàng Đức, loại 3 cái như này luôn, với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kìm cắt móng tay Đức hoặc là bộ cắt móng tay Đức với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con bao tay. Dòng bao tay thì em đi trước tiên đó là về cái dòng bao tay công nghiệp. Đây là dòng bao tay công nghiệp này. Đó. Dòng này là cái dòng mà để in cả nhà mình là sử dụng làm cá, làm mú, rồi mình sử dụng cho em là mình làm vườn các kiểu đều được luôn. Đó. Rồi, cái dòng này thì em Hà đang bán luôn cho nhà mình với giá là 25.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là bao tay làm vườn với giá là 25k nhá. Tất cả những cái dòng mã hàng vườn đấy em vừa đọc cứ đơn trên hơn 200.000 bao ship. Còn mỗi cái dòng bình thủy thì em không bao ship được, bởi vì bình thủy là em bán tặng thật á, em bán tặng dưới giá nhập thật á, không phải đùa đâu. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 25.000, 25.000 cho một cái bao tay công nghiệp nhá. 25.000 cho một bao tay công nghiệp này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con bao tay lính. Dòng này là dòng bao tay lính của nhà em. Dòng bao tay lính này thì là nó sẽ là cái dòng bao tay mà mình sử dụng cho em có luôn cho mình cả cái mốt chống kiểu va đập thì chống đau, không có bị đau đó. Mới lại là nó sẽ có luôn cho mình cái chống trơn trượt như này luôn cho em nhá. Rồi con này thì em Hà đang bán tặng luôn cho nhà mình với giá chỉ có là 50.000 một cặp. Mình lên mã giúp em là bao tay lính với giá là 50k một cặp đó. Rồi, còn đây là bao tay đen để cho cả nhà mình sử dụng đi chống nắng, chống neo các kiểu. Con này thì chống nóng đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có cái gù ở đây luôn đó. Rồi, con này thì mình sử dụng cho em là đi đạp xe đạp thể thao đều được luôn. Với giá chỉ có là 50.000 một cặp luôn. Mình lên bao tay đen cho em là 50.000 một cặp. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con là bao tay cào cỏ. Cái bao tay cào cỏ này thì em xả luôn với giá là 30.000 nhá. 30.000 cho cái bao tay cào cỏ đây. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là bao tay cào cỏ với giá là 30k. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con nịt lưng. Đây, dòng này là dòng nịt lưng của Mỹ nhá. Dòng này là dòng nịt lưng của Mỹ này. Đó. Dòng này thì của nhà em thì nó sẽ là cái loại mà dài 1m1 nhá. À, dài 1m2 nhá. Cái loại 1m1 thì em không có lấy đâu. Đây, dài 1m2 này, hàng bao chuẩn xịn luôn cho mình đấy. Hàng này thì nó sẽ có cái đầu con ó như này, hàng Make in USA. Rồi, dòng này thì hiện tại là em Hà sẽ đang để luôn cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 100.000 đồng. 100.000 đồng cho một dây này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em sẽ có màu đen và màu lính. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là nịt xù lưng với giá là 100.000 đồng cho một dây. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con võng dù không mùng. Cái dòng võng dù không mùng mình nói thực sự luôn là em lai tái lai hồi lai rất rất nhiều rồi. Những bác nào chưa biết thì mình biết thêm thôi, còn những bác biết rồi thì mình biết nữa nhá. Rồi, cái dòng này thì nó sẽ là hai lớp giúp em luôn, và nó sẽ có cái dòng của nó là cái dòng này thì nó sẽ là không dây. Cả nhà mình mua về, mua dây về tự lắp ráp và giúp em nhá. Rồi, con này thì nó sẽ là võng dù hai lớp đây. Hai lớp, nói có sách mách có trứng không là cứ dở ra, xong là không dở thì làm sao khách biết cái gì để mà mua. Bán hàng thế đấy. Đây, hai lớp này nha, em gọi là hai lớp này cả nhà. Đó, rồi. Dòng này thì nó sẽ có Make in USA hết luôn, ở trên cái võng như này, in như này luôn nhá cả nhà nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là chiều dài của nó là khoảng tầm 2m2 đến 2m1. Chiều rộng của nó thì sẽ là 1m cho đến 1m1 nhá cả nhà nhá. Rồi, dòng này thì em Hà đang bán tặng với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là võng dù không mùng nhá. Dòng này là võng dù không mùng với giá là 110.000 đồng cho một cái võng dù không mùng. Đó, rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là cái loại võng dù quá mùng. Đây là võng dù quá mùng này.
Bỗng dù có mùng là sao nhỉ cả nhà nhỉ? Những bác nào biết rồi thì chắc chi là nắm rõ, còn những bác chưa biết thì chả hiểu vì sao con này nó lại nói là bỗng dù có mùng. Thì đây, bỗng dù có mùng có nghĩa là nó sẽ có một cái mùng bên trong cả nhà ơi. Đó, cái mùng của nó đây. Đấy, rồi. Ngoài cộng tác ra thì nó lại có thêm một cái dây cho mình luôn, là dây nối luôn cho mình, dây để in mình móc lên cây cối hoặc là mình móc lên cái gì đó mình cần móc nha. Và ngoài ra thì nó sẽ có hai thanh gạt ngang cho mình để cho cái mùng nó căng ra. Đó, cả nhà mình tưởng tượng chưa? Rồi, con này thì trên thân mùng của nó sẽ có USA hết, dập hết như này cho em luôn. Dòng này thì hiện tại em Hà sẽ đang bán cho nhà mình với giá là bao nhiêu? 180.000 cho một cái. Và dòng này thì nó sẽ có là chiều rộng của nó là từ 1m1 cho đến... chiều rộng là 1m1. Còn chiều dài của nó là từ 2m2 cho đến 2m1 nhá. Trong hai khoảng đó, cả nhà mình sử dụng xong rồi thì mình có thể mình gấp gọn vào cho em như này được luôn. Đó. Gấp gọn lại rất chi là gọn gàng luôn nhá cả nhà nhá. Và dòng này thì nhà em nó sẽ là dày 3 lớp giúp em. Lớp dù này và là một lớp mỏng, lớp mềm mỏng và một lớp dù nữa cho em nhá cả nhà nhá. Và cái dòng này thì khách hỏi em là muỗi có chích được không, thì em nghĩ rằng muỗi chích thì sẽ bị gãy gì ạ, gãy luôn cái vòi của cái đầu con muỗi luôn, chứ mình không có bị chích, nên là cả nhà mình yên tâm nhá. Mình lên mã giúp em là võng mùng 180.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mũ dàn di. Dòng này là dòng mũ dàn di của nhà em. Dòng này thì hiện tại em Hà sẽ đang bán tặng luôn cho nhà mình nhá, với giá là 120.000 cho một cái mũ dàn di. Cái dòng này nó sẽ là dòng hàng loại 1 của nó đấy. Giờ hàng rất chắc chắn luôn nhé cả nhà. Cả nhà nhìn từ cái đường may 10 mũi như cả 10. Mình lên mã giúp em nhá. Mũ dàn di với giá là 120.000 đồng cho một cái mũ dàn di này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con... con này là con thải độc chân. Dòng này là dòng dán ngải cứu. Trước em lên cái miếng dán ngải cứu này đi ha. Miếng dán ngải cứu này thì em đang bán tặng cho cả nhà mình với giá là 20.000 một hộp. Mua 5 tặng 1. Mời cả nhà mình nhanh tay enter giúp em nhé. Dán ngải cứu mua 5 tặng 1, 20.000 một hộp. Rồi, còn đây là cái thải độc chân thì em Hà đang bán tặng cả nhà mình luôn với giá là 40.000 một hộp. Mua 5 tặng 1. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dán thải độc chân với giá là 40.000 một hộp, mua 5 tặng 1. Rồi, em qua mã em lên sản phẩm tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con áo mưa. Đây. Dòng này là dòng áo mưa cánh rơi của nhà em, và dòng này thì nó sẽ là của một cái hãng sữa Vinamilk tặng. Và dòng này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng 1m1 và chiều dài là 1m2, em đọc rõ trên live rồi nhá. Rồi dòng này thì hiện tại em Hà đang bán tặng nhà mình với giá 90.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên giúp em là áo mưa với giá là 90.000 cho một con áo mưa cánh rơi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con là cái này là cái túi cái gì tự dưng em quên đi mất nhỉ. Khăn giấy, dòng khăn giấy này là dòng khăn giấy tự rút và rất chi là xịn sò nhé cả nhà nhé, em bao xịn đấy. Cái loại trên loại này trên thị trường nó đang có hai dòng nhưng mà em lấy hàng loại 1, em đọc rõ trên live rồi đấy. Dòng này thì nó sẽ có 1.280 tờ bên trên và tổng cộng với 1.280 lần rút cho mình luôn. Dòng này thì em rất bao xịn sò. Con này thì hiện tại em Hà sẽ đang bán cho nhà mình luôn với giá chỉ có là 60.000 một bịch. Mình lên mã giúp em là giấy rút với giá là 60.000 cho một cái giấy rút này nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái bộ chén ăn cơm hàng cao cấp này. Đó. Bộ chén ăn cơm này thì nó sẽ gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chén, hai cái đĩa và hai bát nước chấm và 6 cái muỗng bằng sứ để mình ăn và hai cái tô. Bộ này và em xin phép luôn là em đang bán là 550.000 một bộ hàng cao cấp luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Cả nhà mình đang mua với cái giá là 1.1 triệu một bộ này đấy. Cả nhà mình yên tâm, mình mua không bao giờ đắt của nhà em đâu. Với giá là 550.000 đã bao ship, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là bộ chén ăn cơm với giá là 550.000 một bộ, hàng rất xịn sò luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về một ít cái dòng con túi. Dòng túi còn ít nữa, hôm nọ xả chưa hết nên em xả nốt. Rồi,
Cái dòng túi thì em sẽ lên trước tiên cho nhà mình, đó là về cái dòng con túi này là túi mã 1 đi nhá cả nhà nhá. Này. Túi mã 1 này, con này thì nó rất chi là đẹp luôn và rất chi là xịn luôn như này luôn. Đó. Để em nâng cái gậy lai lên xíu để cả nhà mình hình dung cho nó dễ. Các chị mình mua về tặng vợ mình quá là ok luôn. Đó, rồi. Con này thì nó sẽ có luôn cả một cái dây như này cho mình đưa được lót đỏ bên trong này nhá. Đó, hàng form cứng rộng này luôn cho mình. Đó. Rồi. Mình lên mã giúp em nhá. Con này thì mình lên mã giúp em này. Mã này là mã gì ạ? Mã 1 nhá. Mã 1 với giá là bao nhiêu? 70.000 nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 1 nhá. Mã 1 70k. Đợi em xíu em viết giấy ạ. Con này rất đẹp luôn. Mã 1 này. 70k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 1 70.000 nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình mã 2. Đây là mã 2 của em. Đó. Nó sẽ có một cái túi như này luôn. Đấy. Túi xách như này luôn, rất chi là đẹp luôn. Con này thì form khá là ok luôn. Form Âu của nó sẽ rất nhiều ngăn và sẽ có luôn cho mình cái dây để mình đeo như này, rất tiện luôn nhá cả nhà nhá. Đó. Rồi, mình lên mã giúp em là mã 2 với giá là 70k luôn. Bán xả bán chơi chơi ấy cả nhà ơi. Làm gì cả nhà mua được cái giá cái túi như này với giá chỉ có 70.000, không bỏ cái công may của người ta. Mã 2 70k. Mã túi nhá, mình lên mã giúp em túi nhá, không lại trùng với cái ấy đấy. Mã túi 70k nhá cả nhà nhá. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình mã 3. Mã 3 này thì của em nó lại có một cặp như này luôn cả nhà ơi. Đây. Một cặp cả to cả nhỏ như này nhá. Đó. Cả to cả nhỏ này em xả luôn cho nhà mình với giá là 100 bao nhiêu ạ? 120.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là mã 1 cặp. Mình lên mã giúp em là mã 1 cặp nhá. Cái này em cho là mã 1 cặp này. Đó, em cho nó vào đây. Như này em cho nó đi theo với nhau, không nó lại lộn sợ nên thì mất. Chết. Rất đẹp luôn, cái mã này rất rất đẹp luôn, em nói thiệt luôn. Mình lên mã giúp em mã 1 cặp với giá 120.000 thôi. Rẻ quá, quá rẻ luôn. Mã này. 1 cặp. 120k nhé cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 1 cặp này là 120.000. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mã thứ mấy đây. Đợi em xíu. Mã mấy rồi nhỉ? Mã 1, mã 2, mã 1 cặp rồi này. Mã 3. Đây mã 3 này. Ui, con này bao đẹp thế. Con này đẹp này. Con này rất rất đẹp luôn. Nói chung túi nào cũng đẹp á cả nhà ơi. Túi nào nó cũng đẹp hết á. Cả nhà mình cứ yên tâm đi. Cái da của nó cũng rất chi là mềm và đẹp luôn á cả nhà. Đó. Mã 2 này. Cả nhà mình lên mã giúp em. Mã 2 nhá, rất đẹp luôn. Đấy, túi rất chi là ok luôn nhá cả nhà nhá. À mã 3. Mã 3 70.000 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 3 nhá. Em thực sự là em bán tặng với cả nhà mình mua về tặng vợ đi. Mã 3 70k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nha. Rồi. Em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã 4. Mã 4 mình mua về cho cháu hoặc là cho con mình cũng khá là ok cả nhà mình ơi. Đấy, rất chi là ok luôn. Đó, rồi. Mã 4 này, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã 4. 60.000 nốt. Mã 4 này, 60k nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã 5. Đây, mã 5 của nó đấy. Mã 5 của nó thì nó sẽ là mở cái nắp như này. Đấy, cả nhà mình mở ra như này cho em. Đó. Và nó sẽ có hai ngăn như này cho mình. Rất chi là tiện cho những bác mà mình đi chơi các kiểu, mình bỏ hộ em điện thoại các kiểu, rất ok luôn á. Rồi, mình lên mã hộ em là mã 5 với giá là 70.000 nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là mã 5 nhé. Đây, đợi em xíu. Rồi, mã 5, 70.000 nốt. Nó sẽ có cái dây đeo chéo ở đây nhé cả nhà nhé. Cái dây nó nằm ở bên trong á. Em khỏi phải gỡ ra đi. Mã
mã 570.000 nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là mã 6. Đây, mã 6 sẽ như này. Đó, sẽ có cả luôn cả dây, cả dạ, các thứ kiểu của nó đi luôn. Rồi, mã 6 60.000 nốt luôn. Bán tặng luôn cả nhà mình nhé. Mã 6 nha cả nhà ơi. Mã 6 60k nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng xịt phòng. Đây là dòng xịt phòng cao cấp, hàng cực kỳ là thơm của nhà em nhé. Dòng này thì hiện tại em hàng sẽ đang bán là 60.000 một hộp, 60.000 một bình như này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã là xịt phòng cao cấp với giá là 60.000 nhé. 60.000 cho một cái hộp xịt phòng như này luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là bộ đũa ăn đầu vàng. Đây, dòng này là dòng bộ đũa ăn đầu vàng của nhà em nhé. Đó, đầu vàng như này luôn. Đó, rồi. Con này thì hiện tại em hàng sẽ đang bán là 25.000 nốt. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đũa ăn đầu vàng với giá là 25.000 nhé. 25.000 cho một chục đôi đũa ăn đầu vàng như này luôn á cả nhà. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Đó, đũa ăn đầu vàng với giá là 25.000 nốt. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là cái này là cái dây này là cái dây móc dán tường. Đó, dòng dây móc dán tường này thì nó sẽ có 6 móc đi kèm luôn. Em Hà đang bán tặng nhà mình luôn với giá chỉ có là bao nhiêu, với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 15.000 một dây, mua 5 tặng 1, quá là hữu nghị luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em là móc dán tường nó sẽ có cái 6 cái móc này đi kèm luôn nhé. Mình có thể tách bẻ rời được ra nó luôn á. Với giá là 15.000 một cái, mua 5 tặng 1. Thì hôm nay nói chung là giá rẻ hơn cho bán hàng như kiểu là cho khách luôn á, thực sự luôn á. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con đai massage nhá. Dòng đai massage này thì em chỉ còn có 2 con nữa thôi. Cái này là của hãng sữa tặng luôn á. Và dòng này thì nó sẽ là bằng da, và bên trong này của nó sẽ là những cái viên bi massage cho mình luôn. Và con này nó sẽ là có tia hồng ngoại ở bên trong luôn. Dòng này thì hiện tại em Hà sẽ đang bán tặng cho nhà mình luôn, với giá chỉ có là 220.000 đã bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã đai massage với giá là 220.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, dạ vâng, rồi thì em xin phép dừng like tại đây. Em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Xúc Ngọc Hà nha em nhé. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nha em nhiều hơn nhé. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.